ve vẽ vè ve. Cái hè rất nóng. Ây, trời nóng quá. Đi chợ thôi nào. Hả? Ô, tiền vừa để đây đâu rồi nha. Ôi, mệt quá. Dậy đi. Ui, có thấy tờ 500 nghìn của bà rơi không? 500 nghìn nào? Cháu nằm đây từ chiều, không thấy tờ tiền nào cả. Bà mau đi đi. Người nói thật á? Chả thật thì đùa. Mày đừng đùa tao nha. Ủa, có tay ra. Bà làm gì đây? Đâu rồi nhỉ? Đưa đây. Bà này buồn cười nha. Chỉ có rơi ở đây thôi. Chắc nó rơi ở đâu chứ làm gì ở đây? Chắc nó rơi ở đâu chứ làm gì ở đây? Bà cứ đùa. Từng từng từng. Yeah. Bà cũng ở đây, không gió với mày. Trời ơi, bà bị điên à. Hai bà cháu mình cùng vui. Bà đi về đi. Tao thời gian rảnh nhiều về lắm. Về nhà mà nằm ở đây nóng lắm. Không. Ui, bà này. Ôi trời ơi. Một, hai, ba. Ôi trời ơi. Yeah. Yeah. Ui, đúng là kiếm được đồng tiền không dễ chút nào. Bà vẫn ở đây à? Dậy đi. Chịu. Bà có về không? Không. Bao giờ mày về thì tao về. Tôi nhìn bà không trụ được lâu nữa đâu. Mau về đi. Đúng thật. Tiền đôi lúc nó cũng không quan trọng. Tôi đã bảo bà rồi, không nghe cơ. Bà ra đi thanh thản nha. Không được, không được. Thôi làm sao đây? Coi như hôm nay tao đen nha. Còn lâu mới ăn được thằng này nha. Đúng là có công mày sắc, có ngày có em. Của ta đây rồi. Đi rồi. Dạo này ít thế quá. Răng, răng, đừng qua đây, đừng qua đây nha. Băng. Hôm nay ta sẽ săn thú rừng. Ồ, Tấm đi đâu mà lại lạc vào trong rừng đây hả? Con đi vào hái thuốc để về chữa bệnh cho dân. Ui giời ơi, mày có biết trong này nguy hiểm thế nào không? Mau đi về nhanh. Ở trong này nhiều rắn lắm đó, dừng cẩn thận nha. Biết rồi, đi về trước đi. Dám đi vào đây. Mày chết với ông. Sư gia cái thằng thợ rèn, làm cung kiểu này tao bắn kiểu gì? Bực hết cả mình. Ui, con chim to quá. Mày. Ui giời, lại trượt rồi. Chán thế chứ. Mày chả tới đâu cả. Lông của con gì đây? Con mồi ngon đây rồi. Ở đâu được nha?
ở gần đây rồi. Cố lên, sắp đến rồi. Ui, ui rồi, con này to thế nhỉ? Già nó dày thế kia, liệu bắn có xuyên qua không nhỉ? Cứu, cứu tôi với! Cứu! Ông làm sao cứu đấy? Ơi, cứu tao với! Thả tao ra! Thả tao ra! Mày trúng kế của ông rồi! Sao lại bắt tao chứ? Quả này thì tao giàu to rồi! Ông thả tao ra! Mày đi nhanh lên! Đừng có cửa quậy nữa! Kèo ngon thế này không thể bỏ qua được. Chán thế. Búp bê, ta có tin này muốn báo cho ngươi biết. Tin gì? Cái sự giết thẳng rồi, nó đang ở trong tay của thằng Dưỡng đấy. Vậy sao? Đúng rồi, dẫn ta đi. Quay đi, mau lên. Tao đố mà chạy được khỏi tay tao đấy. Dưỡng, ui, này, ngươi hãy bán cái si cho ta. Mua á? Thả ta ra. Được giá là tao cũng bán luôn ấy. Không. Im. Tìm ân nhân ở đâu bây giờ nha? Nhất định mình sẽ báo đáp công ơn. Được, được. Đúng, đúng là ân nhân của ta rồi. Tao bán luôn, mang tiền đây. Không được. Này, đi qua đây nào. Cứu không ta. Được. Đúng im. Dưỡng, đây là ân nhân của con, xin người đừng có bán. Ân nhân cái gì chứ? Ta không có nhiều thời gian đâu. Nhanh lên. Không nên làm như vậy đâu Dương. Im mồm lại đi. Thả quyết ta ra. Định cuối cùng của ta là bán. Không được bán. Dứt hết cả đầu với con này. Dương, đi qua đó. Đi, đưa tiền đây. Giao dịch xong hết rồi. Không. Thế nha. Im mồm. Nhân. Lời to rồi. Đi. Chỗ này có mà tiêu đến hết đời. Ui giời ơi. Đã bảo là ân nhân của con. Im mà dùng đi. Ta đi bán mày nữa này. Đấy. Thả ta ra. Nô lệ. Không đời ta. Ngươi sao lại là con gấu bông? Dương. Quay. Lừa. Thôi thôi. Trả ơn tiền nhân ơi. Chủ nhân, chủ nhân. Kế hoạch của chủ nhân lợi hại thật đấy. Của mày đây, của mày đây. Kế hoạch là sao? Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Nhanh lên. Ngươi đưa ta đi đâu? Định theo dõi ta sao? Kishi, Kishi, cái gì? Diễn với ta một vở nha. Cũng được. Nhưng ngươi phải thả ta biết ra rồi. Đây đi. Ái chà. Dường cũng lắm trò phép đi nha. Ân nhân của mày, làm sao tao dám bán? Thôi, giờ chúng ta sẽ dùng số tiền này của con búp bê đi cứu dân chúng. À, dừng tuyệt vời, lên đường thôi. Nào, đi. Hoan hô chủ nhân. Cảm ơn cái gì nha. Được rồi, đi. Mau lên. Có ai không? Chờ tôi xin ít tiền với. Tôi đói mấy ngày hôm nay rồi, không có gì ăn. Có ai không? Mau bóp vai cho ta, rõ. Có ai không? Đói quá. Dưỡng sao? Ngươi cũng có ngày hôm nay à? Cầm tiền nè. Tiền đấy lấy đi. Tiền đấy lấy đi. Đáng đời. Mày được lắm. Có ai không? Cho tôi xin ít tiền. Tao xin ngươi đấy. Tao muốn uống rượu phạt à? Nhìn cái bản mặt mày là tao đã thấy ghét rồi. Có làm gì ngươi đâu. Xin ngươi hãy tha cho ta. Hả? Mày hả? Mày né hả? Mày né hả? Tôi anh không yêu cô đâu. Không mà tránh ra đi. Tránh ra. Tôi không yêu cô đâu. Mà tránh xa tôi ra.
bị sao thế này? Chạy, anh chạy, chạy đi. Rõ. Có ai không? Ta đổi quá. Đổi. Bé bé. Trước kia ngươi đối xử với ta như thế nào? Giờ thì rõ. Mày hả? Ta xin lỗi mà. Ta xin lỗi. Cuối cùng ta cũng trả thù được rồi. Bọn ta đã hoàn thành xong.
Ngươi mau thả Dượng ra đi. Mau thả Dượng ra. Được cứu rồi. Sao các ngươi có thể? Không gì là không thể. Mau tránh ra. Khó thế các ngươi cũng nghĩ ra. Xong rồi. Cuối cùng cũng thoát mẹ. Đi về dạ thôi. Ngươi ta đi nha. Bye bye. Ta đi về đây. Ngươi tự thoát mà dễ à? May á là các ngươi đã cứu ta, không là tiêu rồi. Thôi đi về đi. Đi về. Không về à? Giờ biến thành BD kìa. Dựng mặt váy kìa. Trong đây là quà của mẹ ghẻ dành cho hai đứa đây. Quà cơ? Thế thì chắc mẹ ghẻ tặng cho em cái này. Lúc nào cũng tranh cái to. Hai đứa mở quà đi. Để con trước. Dạ. To thế này chắc mẹ ghẻ đúng nhiều tiền nhiều vàng lắm nhỉ. Nhìn nha. Đập đi. Nhìn nha. Nhìn đây nha. Nhìn đây. Đập thật đó. Tận hưởng. Cả con lợn có một mảnh giấy. Chắc là quý hóa lắm nha. Đúng là mảnh đời bất hạnh. Nhìn đây, đi. Nhìn đây. Nhìn đây, nhìn đây. Đây. Mở ra. Vàng đâu? Sao lại một mảnh giấy thôi hả Dượng? Tiền đâu? Cứ mở ra mà xem đi. Bất ngờ đấy. Nhà to. À, cũng được. Lấy tạm. Đời rất chi là công bằng chưa? Đưa tay đi nào. Mãi về đi. Nhà bạn nhé. Sao mẹ ghẻ thiên vị vậy chứ? Công bằng ở đâu? Công lý ở đâu? À, nóng quá. Nhà gì mà sao nóng quá? À, nóng quá, nóng quá. Muốn chạy cái quạt luôn. Nha, quạt cho con đi. Tay mày bị tật à? Sao mà Dượng nói như vậy được chứ? Tay con đang bình thường, làm sao mà không cục được? Tay cục làm sao quạt được? Cái tay mày bị tật, nhưng chân mày thì không. Chân bị tật luôn rồi. Cầm lấy mà quạt. Chân bị tật chịu. Rồi. Không phải thiền nữa. Nóng quá rồi. Dượng có muốn ngồi thoải mái. Mồ hôi mồ kê không còn không. Muốn hưởng thụ mát mẻ không? Muốn. Muốn. Muốn tâm hồn ở trong nhà như trong điều hòa không? Muốn. Mát quá. Vui quá. Sảng khoái. Dễ chịu hơn chưa hả Dượng? Sư cha mày. Mẹ ghẻ phân biệt thiệt đấy. Trời nóng như đổ lửa mà cái quạt cũng không cho mình được nữa. Này, cái cây nó cứ phải sai triểu. Tuyệt vời đấy. Bé mồm thôi. Yên tâm đi. Nhà này á, tao nghiên cứu hết rồi. Không có ai đâu. Nhà không có ai đâu. Hái thoải mái đi. Nhanh. Nhà không có ai á. Hái nhanh nhanh đi. Hai cái tên kia. Hai cái tên trộm kia. Coi đi xuống ngay không thì bảo. Đã ăn trộm ăn cắp rồi mà còn không chịu nhìn chủ nhà nữa. Sao mày bảo là không có ai? Tao đâu biết được. Trời thì nóng 39-40 độ. Có mọi tí xoài. Để mà đi bán một cái quạt mà cái người cũng lấy trộm của ta. Thì tại xoài nó ngon quá, bọn ta không kiềm chế được. Bây giờ ta làm sao sống nổi qua mùa hè này đây? Chỉ là nắng nóng thôi chứ gì. Được rồi, ngồi đây đợi ta. Vậy mình ăn đi. Tin 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 tin. Wow. Hạ nhiệt mùa hè, xua tan cái nóng. Đã có bể bơi mini. Wow. Để trả ơn cho cô, ta tặng cô cái bể này.
Bể bơi này là tài sinh của cháu ta. Tặng tắm đây. Ý hay. Cảm ơn ngươi nhiều nha. Quá, bể đầy rồi. Ê, chưa hết đâu. Cần hấp dẫn ở đây này. Giờ thầy xin mời tắm tận hưởng. Tận hưởng đi. Ta không hết sáu đâu nha. Vào đi. Wow. Mát không, mát không, mát không. Thế nào, thế nào? Mát không, mát quá. Wow. Đúng là mát rượi thật đấy. Mùa hè mà có bể bơi này đúng là hết ý. Mời tắm ăn xoài tên tên tên. Tắm xinh. Chấm đi. Ngon, ngon, ngon. Đúng là cây nhà lá vườn có khác. Ngon tuyệt cú mèo. Nóng quá Dượng ơi. Người không chịu được. Người đâu, nhà thì to, nhưng mà đứng giữa cái nhà này không có một tí hứng gió gì hết. Người không có chịu được. Tự xin mày á, còn tắm dưới kia còn khổ hơn các bạn lần kia. Nóng như cái lò, nóng hơn cả cái lò. Nhưng mà giờ này hai Dượng con mình nóng thế này, thế con tắm ngoài kia chắc chắc tiêu rồi. Dượng, Dượng, Dượng xem nó còn thở không, còn gọi ông cạn. Lấy tiền chứ lị. Đi, lấy tiền nữa đồ chứ. Đồ bà, đồ bầu. Quá tuyệt vời. Bể bơi mát dữ. Đợi Dượng đây. Ôi bạn ơi, làm cái trò gì đấy? Đứng im đó. Mùa hè chả nóng gì cả mà. Ở nhà to chắc mát lắm nhỉ. Ôi trời ơi, tưởng thế nào. Ở nhà có điều hòa, có đông, mát rồi. Này, có điều hòa bao giờ đâu. Mầm vậy, để bóp phép đi. Ôi dào, giống như là cái đồ bóp phép. Đây á, không thích, không thích nhá. Nếu cám đã không thích thì con mời Dượng vào đây tắm cho mát. Thế thì ta vào luôn. Trời, nóng lắm rồi. Ôi, nhặt cái liêm sỉ vào. Đi thôi. Nóng mình nhưng mà nóng đi. Quá. Đi đâu đây? Ơ kìa. Ôi giời, mất thời gian. Đang nóng mà. Thế cái liêm sỉ của cậu được cất ở đâu, dứt đâu rồi? Từ ngày quen mẹ mày á, tao chả còn cái liêm sỉ nào cả. Đúng là bệnh sỉ kích thích bệnh tim. Nóng mà chả cho bơi. Nói gì đấy? Hả? Muốn hết nóng không? Muốn mát mẻ như điều hòa không? Thôi, tao sợ cái đấy của mày rồi nhá. Còn có cách khác xua tan cái nóng mùa hè. Thích mát mẻ, thích bể bơi đúng không? Bể bơi là tao thích được. Đi, đi ngay. Đi, đi ngay, đi. Mát là được. Con mời Dượng thượng tọa. Ngồi vào đây á. Ừ. Cái chậu này mà cũng ngồi được hả? Rồi, chậu mini chuẩn bị à. Nha. Nóng thế này. Mát chưa? Dượng mát, mát chưa? Mát quá. Mát lắm. Bể bơi nhà mình còn xịn hơn mát gấp trăm lần mát, bể bơi đó. Mát lắm. Mình cũng mát mà. Khó thế mà ngươi cũng nghĩ ra được. Nhìn cũng không tệ. Gì đây? Mát xa đầu à? Dượng hả? Nóng lắm hả? Đây, nè, làm nè. Cái gì vậy? Đây. Đây, đây, bên này nữa. Bên này, bên đây. Đây, đây, đây. Đừng có làm vậy nữa. Để con xả cho, để con xả cho Dượng cho. Nhưng mà cái bể hẹn lắm cám ạ. Hẹn quá. Nó phải tận hưởng và đẹp như thế này cám ơi. Cám ơi, nó chơi bể nhà mình hẹn có ạ. Dượng để yên cái mặt đi. Nó cứ mái xa đầu hẹn á. Sướng con nó còn hẹn hơn. Nhận với ông á. Cho mày xì hết. Này hả? Làm cái gì vậy? Bể bơi hả? Vậy là xong nha. Mát chưa? Bể bơi của ta. Bể bơi nè. Bể bơi nè. Làm sao mà hiện đại bằng bể bơi nhà mình? Quá đáng thật. Về giờ thấy đủ rồi. Đi về. Cái người còn định làm gì? Tên phải làm thế nào đây? Không sao đâu tắm ạ.
vậy ta sẽ làm cho tấm cái bể bơi xịn hơn. Được, đồng ý đồng ý. Let's go. Đi. Ui. Ngon thật đấy. May quá không có tấm. Anh Hoàng ơi. Chắc là anh Hoàng sẽ thích lắm đây. Hello anh Hoàng. Thiếp về rồi nè. Ta tưởng nàng đi chơi đến tối mới về cơ mà. Thì thiếp đi rồi, mua đồ ăn về cho chàng đây. Bây giờ đi lấy đĩa đi, chúng ta cùng ăn. Ăn á? Để ta đi lấy. Được. Mãng cầu. Anh Hoàng. Thôi xong rồi. Đi vào đây cho ta. Anh Hoàng, anh nhìn xem, anh ăn như thế mà được à? Thiếp đi làm vất vả, vẫn biết được mua đồ ăn về cho chàng. Thế mà chàng chỉ biết ăn vụng, chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Sống như thế mà được à? Thế mà đòi làm anh Hoàng. Vua một nước mà kia bo, kiệt xỉn. Sống như thế á, thì dân chúng họ cười cho. Bao nhiêu lần rồi, cái đồ ích kỷ này không bao giờ biết nghĩ cho người khác, không nghĩ cho thiếp. Thôi, đây này, của nàng tất đây. Đúng là miếng ăn là miếng nhục mà. Nàng ngồi mà ăn hết đi. Đã sai rồi mà còn bày đặt. Không ăn thì thôi, ta ăn một mình. Dương ơi, Dương, Dương ơi, đi chơi đâu cửa cũng không khóa, lạ thật đấy. Bực bội, sàn kiếm để nói chuyện mà không có. Cốc nước gì đây nhờ? Thơm phết đấy. Cái nước gì vừa thơm vừa ngon vừa ngọt vừa mát nữa. Ngon quá. Làm miếng nữa. No phết đấy. Đi ngủ cái đã. Trời ơi, sáng ra chưa ăn được cái gì đã bị Tào Tháo đuổi. Thế trời, đúng là xui xẻo. Cái thằng này nhà có không ngủ, sang đây ngủ làm gì? Này, ôi chua choa mà ơi, cốc nước của tôi. Mày. Ui. Ui. Này, vậy gì đấy? Mày, gì vậy? Mày dám uống hết cốc nước của tao hả? Cốc nước nào? Dượng buồn cười thật đấy. Nước chả để uống chứ để làm gì? Là còn cốc nước nào nữa? Mày có biết tao nhịn ăn sáng 3-4 ngày mới mua được cốc nước này không? Rồi. Ừ, mày trả cho tao. Không tao đấm vậy. Khoan Dượng ơi, dừng khoảng chừng là 5 giây. Có cốc nước thôi mà. Con đền được. Mày nghĩ là đơn giản á? Được rồi, mày đi theo tao. Mày đi vào đây. Đi. Đây, đơn giản của mày đây. Xem đi. Nói hay đông, lắm. Đông thế này á. Xong chưa? Cho tôi cốc trà mãng cầu đi. Nhanh lên. Nhanh đi. Lên. Tôi nữa. Đông quá. Đông thế này thì đến bao giờ con mới mua được? Đến bao giờ thì mày vẫn phải mua cho tao. Đi vào đây. Nhanh lên đi. Ui, lòng thế. Xếp hàng đi. Này, các anh ơi, hay các anh nhường chỗ cho em. Em trả các anh tiền. Không được. Tôi đợi ở đây từ 5 giờ sáng rồi đấy. Đứng chờ đi. Nhanh lên. Mọi người cứ bình tĩnh thôi. Ai cũng có phần. Có nhanh chưa lên đi. Cảm ơn nha. Bye bye. Đi. Mày cứ đứng chờ đi. Nôn nóng quá. Này. Đến bao giờ dưỡng con mình mới được đây? Này. Mày sang mày đền tao hay mày ngủ đây? Còn dài dằng dặc này. Con với Dưỡng cứ ngồi ở đây đợi. Thế nào cũng tới mình. Ngồi đây. Nhanh lên chủ quán ơi. Đi đi. Tới rồi. Đây à. Cảm ơn. Của anh đây. Cảm ơn.
Đúng là hôm nay trời nắng, lại phết nha. Đến giờ đóng cửa rồi, vẫn ngủ ở đây à? Này, dậy đi. Này, gì đây, gì đây? Đến lượt rồi à? Hết giờ rồi. Thấy gì chưa hả? Hả? Mày định nhanh cho tao. Thì bán em một cốc thôi nha. Bán một cốc thôi. Không là không. Mau đứng dậy đi, về đi. Nhanh. Hết nguyên liệu làm trà mắng cầu rồi. Ôi trời ơi, trà mắng cầu của tao bây giờ mày tính thế nào? Thôi, hay là nhường của con đi về, mai ra mua nha. Mày, mày cái đầu mày ấy, mày không nghĩ cách mày đến cho ông nhanh. À, con có cách rồi. Cách gì? Ui, cách này của mày hay đấy. Đi luôn. Này, cách này của mày có an toàn không đây? Dượng cứ làm theo con. Tao thấy ghê ghê. Ui, đợi tao với. Im cái mồm vào. Đi. Ây da, đầu thế nhờ. Nhìn kia. Xin chào các bạn. Hôm nay búp bê sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một món nước trà mãng cầu hot nhất hiện nay luôn. Trước tiên chúng ta phải có mãng cầu, sau đó là nước quất và đường, đặc biệt là hồng trà bá tước. Hey, cơ hội của con với Dượng đến rồi đấy. Ồ, nghe 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 học lỏm. Đầu tiên các bạn phải dâm mãng cầu ra thật là nhuyễn nha. Sau đó chúng ta sẽ cho một ít đường vào, ướp đường với mãng cầu. Chúng ta sẽ trộn đều lên nha. Dương, nhớ từng bước một nó nói đấy nha. Nhớ đấy. Bước tiếp theo chúng ta sẽ cho nước cốt quất vào, rồi khuấy đều lên. Trộn đều tay lên nha. Ui, này, nhớ nghe cho rõ vào đấy. Ok. Mà này, tao buồn đánh rắm quá. Không được, Dượng đánh bây giờ là lỗ hết đấy, phải nhịn lại. Già rồi nó hở van, ai mà chịu được. Già rồi nó hở van, ai mà chịu được. Đây, Dượng nhét cái này vào đi. Cái này á, liệu có ăn thua không đấy? Được mà, tin con, làm đi. Mùi thế, Dượng, sao rồi? Thoải mái thật đi, cách này rất là hiệu quả. Tiếp tục đi. Nghe 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 đi. Trời nắng nóng như thế này, các bạn làm cho gia đình một cốc này thật là tuyệt vời, thanh lọc cơ thể luôn các bạn ạ. Các bạn có thời gian thì hãy làm thử xem nha. Đúng rồi. Này, công nhận quả bóng này chứa được nhiều rắm của tao phết đi. Mày cầm hộ tao cái. Này, Dượng cầm đi. Cầm chữ hộ cái. Không trả cho Dượng. Cầm đi. Đảm bảo là tiếng gì nhỉ? Hóa ra là hai người đến học lỏm à. Chưa về nha. Đi đâu không biết. Ui dồi ui. Thả tao ra gì? Thả tao ra. Nhanh. Vì cái tội các ngươi dám xem trộm công thức trà của ta. Xem kìa. Vua này, Dượng này. Ui dồi. Đi xem trộm. Tại Dượng ấy. Mà bây giờ nhìn dân chúng kiểu gì mày nữa. Mày cho tao mượn cái nón tao che cái mặt cái. Anh Hoàng lại trốn đi chơi đâu mà để mình đi tìm như vậy chứ. Ui trời ơi, xấu hổ chưa kìa. Rồi. Ui, anh Hoàng. Ông Mai là phải cho đi tù đấy nha, biết chưa? Này, mấy người, mấy người đang làm gì vậy hả? Tâm ơi, cứu Dượng ơi. Cứu ta, cứu nhanh, ta nhanh, nữa. Nhanh. Hai người gây tội gì mà để người ta trói thế hả?
này này, phải tao đâu. Đường đường là vua một nước mà lại đi học lỏm công thức làm trà của ta. Lần này ta sẽ không tha cho các người đâu. Như thế này đã đủ để ta chuộc hai người họ chưa? Ồ, đủ rồi đây, thả ra đi. Được thôi, không những thế, ta còn dạy cho các người công thức làm trà mãn cầu. Thật á? Cứ bình tĩnh, từ nãy giờ các người học gần hết công thức của ta rồi, giờ chỉ còn một bước nữa thôi. Nhanh lên, người làm luôn đi. Nhanh đi, tàu nóng lắm rồi, khát quá. Chúng ta sẽ cho đá vào cốc. Tiếp theo chúng ta sẽ đổ trà vào đây. Hay phết đi. Ôi. Trà mãn cầu thì đương nhiên là không thể thiếu mãn cầu rồi. Đây. Và bây giờ chúng ta đã được một cốc trà mãn cầu giải nhiệt mùa hè. Ta thử trước. Thật là sảng khoái. Bên đấy uống, mà bên này cũng cảm thấy mát. Mày bảo cho tao một miếng. Cho tao uống nữa. Còn mày nước? Uống sáng giờ chưa chán hả? Ôi cái thằng này, mày uống gì uống lắm thế. Uống hết một cốc của tao rồi chưa đủ hả? Sảng khoái tinh thần, tập trung trí tuệ. Mát quá. Làm trà mãn cầu thật dễ dàng đúng không các bạn? Còn chần chờ gì nữa, hãy bắt tay vào làm thôi. Cùng Miu Miu TV làm những thức uống giải nhiệt mùa hè nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đói quá. Vị trí này rất là thiên thời địa lợi nè. Có ai không cho tôi xin ít tiền đi. Mày đi ra chỗ khác đi. Đứa nào dám. Wow, người quen à. Cùng cảnh ngộ. Ôi trời, người quen à. Này, mày cũng đi ăn xin à? Đây là cái mũ ăn xin à? Đúng rồi, lủng một lỗ như thế này mà ăn xin gì? Được cái là nhanh. Thế mày cũng đi ăn xin à? Ôi trời ơi, nhìn cái giao diện như thế này mà cũng phải hỏi à? Ngu, ăn gì mà ngu thế? Tao ngu mày ăn học, mày dám cãi tao vậy à? Bu láo. Nói cái gì không biết nữa. Cái con người. Này. Ăn xin à? Anh ơi, em lại anh ở xin anh. Tiền chuyện của em bị khuyết tật giai đoạn cuối, cần tiền để chữa trị. Anh ơi, giúp đỡ đi. Sắp chết rồi. Diễn kém quá, phải diễn thế này. Thế này này mới là đúng bài, đúng chưa? Mơ vẫn giả vờ ăn xin. Giả này. Mày bảo ai giả vờ ăn xin hả? Đến tôi mà. Mày thì là giả vờ hả? Nói tao giả vờ hả? Gán nó tao hả? Đã không có tiền còn trêu chọc nữa. Này, mày biết mày nói thế làm tổn thương đến tinh thần lẫn đời sống lẫn cảm xúc của ta không? Xin lỗi mày nha, là tao chưa ăn xin nhà mày cái gì đâu nhá. Mà chính thức bây giờ bố mày ăn cướp. Nói cho nghe nhá, là bố mày ăn cướp luôn. Trả tiền mày tao. Mày chưa? Mày đánh cả tao hả? Đánh cho chuẩn vào. Anh xin lỗi anh chị. Anh chị cướp em làm gì? Anh chị cướp hoàng thượng với tắm á. Đèn phép linh thực ở kia kìa. Nói làm gì? Này, mày nói lại. Cái gì? Tắm với hoàng thượng, đèn phép linh thực bên kia kìa. Phép linh thực á? Cái thằng này cút được rồi. Cho cút đi. Cút. Cút đi, cút đi. Lương thực à? Đây. Rồi. Ta cảm ơn tấm hoàng thượng nha. Được rồi. Đến ta. Rồi. Ăn ngon nha. Đi nha. Ý. Được phát miễn phí thì cảm ơn. Con thấy hèn à? Làm bố mà đi xin ăn con. Để con trang điểm cho dự một tí. Nani? Đè chim bẹp, đè chim bẹp. Cái gì vậy? Đen không? Đen, đen. Được chưa? Được chưa? Cái này á, còn đố anh Hoàng cũng không nhận ra. Dượng yên tâm, con cũng chấm một tí. Xong rồi. Đi đi đi, đi xin thôi. Nhìn lại lùng quá. Lại làm được một việc tốt. Anh chị ơi, cho xin bát gạo.
có thấy hai người này quen không? Có. Chết rồi, nó nhìn chắc không nhận ra đâu. Ôi, nhìn mặt đen thui lùi mà vẫn nhận ra. Ừ, cái này à. Hả? Con thân một bát đây, cho một bát thôi mà. Một bát thôi, đói quá. Nhìn khác khác, thôi cho một bát đi. Nghèo nghèo lên. Ăn từ từ thôi. Ăn cho xinh thêm nha. Cái gì vậy? Ăn cho xinh nha. Cảm ơn nha. Còn người khác nữa mà. Không sợ đói nữa. Chắc chắn là no rồi. Dượng, có thấy vàng chóe không? Không. Ý, lên. Quá trời luôn. Không thôi. Bỏ túi. Đây. Túi kia. Nè. Không có ai. Đã không có ai thì ăn nhiều dạo. Tiền sư cha đứa nào ném vào đầu tao? Là ta đấy. Này, cái con búp bê có kia dám ném nữa không? Mày làm gì vậy hả? Nó có đạn, nó có súng. Chạy lên. Chắc là cũng thoát rồi đấy. Chị nhìn những con vật đáng thương này. Đói lắm rồi là còn nghèo lắm, nữa. Nghèo lắm. Em nhá. Sao chị còn nỡ nào bắt nạt nữa? Tao có bắt nạt chúng mày đâu. Mà đói không? Đói lắm. Ông. Có muốn ăn ngon không? Tất nhiên là có rồi. Mày đói đúng không? Ăn lắm. Thế thì ra đây. Ra ngay. Rất kinh. Đâu. Đói quá. Có ngon không? Không. Trả lời đi. Ngon mà. Thế đã no chưa hả? No lắm rồi. No rồi đó hả? No. Yeah. No to bụng luôn á. Thù này mà không trả, trẻ con nó cười. Có cách gì chưa? Có rồi, đi. Chơi bọn này đúng là thích thật á. Đúng vậy. Đi thôi. Let's go. Ây da, hai con lợn con đây rồi. Trang điểm thế này chắc chúng nó không nhận ra đâu. Tụi nó về cũng chả nhận ra. Đi. Chị ơi, em thấy chị đỏ quá. Chị đặt nữa đi. Đặt thêm nữa nè. Chắc chắn là chặt ở đây rồi. Chúng mày chơi gì đây? Chị ngu nhưng mà rất có thẩm mỹ này. Đây là trò vui chơi mà mang vàng về nhà. Anh chị chỉ cần chơi đặt vào về rồi thì rất dễ đó. Vô. Có chưa có thưởng không? Rồi, đây là trò một thằng ngu mà nhiều thằng giàu đấy. Một thằng ngu mà nhiều thằng giàu đấy. Đây, có luôn. Wow, chị giàu thế nhờ. Giàu thật. Anh chị chỉ cần chơi thôi. Giàu trong tích tắc. Đặt đây. Xong chưa? Chị đặt cá. Cá về. Cá. Kinh. Mở. 3 bầu. Khả năng hồi nãy mà chị đặt vào con bầu á là chị xây được biệt thự rồi đó. Đèn thôi. Tiếp. Làm lại. Bầu luôn hả? Bầu. Chị mà cứ kiên định với ba con cá đó là chị có phải giàu rồi không? Làm lu bể cá. Các cụ có câu, ngã ở đâu gấp 10 ở đây. Quyết định nhanh đi. Cá qua. Quyết định nhanh vậy. Ta kiên định với con cá này lần nữa. Quyết tâm nhảy. Ba cá. Kinh. Em có trò này dễ lắm. 100% ăn. Còn ai ăn thì chưa biết. Ôi trời, trò này quá dễ dàng. Anh chị chỉ cần đoán đúng quả bóng chỗ nào là ăn tiền. Ôi đơn giản. Thế thôi á. Trò này
mua được cả căn nhà đấy. Nhìn mặt em uy tín này, anh chị yên tâm đi, chơi thoải mái. Cũng hay đấy, anh chị chọn này đi. Đã đủ chưa? Dạ rồi, để em đảo, để em đảo cho. Mày nhìn cho kỹ vào đấy. Này he, tôi đặt tìm cái này đi. Cái này ăn lắm. Đặt cái này đi. Theo ngươi. Đây hả? Được thôi, ta đặt. Chắc nha, chắc nha. Em mở đây nha. Không hối hận nha. Oh yeah. Hả? Tại sao? Hôm nay anh chị bước chân trái ra đường đúng không? Thôi, để bàn sau gỡ nha. Mày ơi, yên coi. Ta có ba mảnh đất cuối cùng. Chơi. Được rồi. Để em đảo, Còn thở là còn gỡ mà. Anh chị nhìn nhé, nhìn kỹ vào nhé. Được thôi. Đây đi. Ôi trời ơi, nốt đi còn giữ lại nữa. Quả này á, anh chị chắc chắn thắng. Lật đi. Quả này mà anh chị ăn á, to lắm. Một tháng thôi chị cho lại 500 triệu luôn. Thậm chí là 1 tỷ. Trời ơi. Thằng kia bé thôi, khe khẽ. Thằng kia nó gọi mày ra đây, ra đây. Nhìn thấy cái mặt nó không? Nhìn thấy rồi. Rõ không? Rõ. Nét chưa? Nét. Đấm vỡ cái mặt nó ra cho chị. Mày dám? Tại sao lại không chứ? Đi về. Về. Đánh mạnh vào nha. Trời ơi, không biết để đâu nữa, giấu kỹ thế nhỉ. Thằng này, mày ở đâu ra vậy? Cũng may con phát hiện sớm. Cái tay, tự nhiên sao lại còn lục lọi tiền làm gì hả? Mày cho Dượng vay ít tiền, Dượng về làm ăn. Đồng ý lấy cái tay ra. Dượng mà làm được gì? Chỉ có ăn thôi. Ta làm ăn mà. Mời Dượng về cho. Thằng này, tiền khác. Ơi nhiều, nước vách ra. Làm thì ít, ăn thì nhiều. Tắm à? Dượng vừa sang lục tiền đấy nhá. Đóng cửa thả chó ra đi nhá. Thằng này giờ sao mà keo kiệt thế nhờ. Vay có tí tiền không cho vay. Ngày xưa thảo thê, giờ lần sau là không bao giờ giúp mày. Đã nhờ đến như vậy mà cũng không chịu thế giúp đi rồi. Yên tâm. Tắm à. Này, cho tao vay ít tiền nhá. Ôi giời, tưởng gì, chưa tiền thì con không thiếu. Quan trọng là Dượng thế nào. Tao tốt mà. Vậy nha, cho vay nhá. Được. Bây giờ Dượng nhắm, nhắm mắt vào. Nhắm luôn. Nhắm nha. Chặt vào nha. Ôi nhắm mà, vẫn đang nhắm mà. Nhắm xong mở ra thấy một đống tiền.
Đâu, đâu, đâu. Còn cái nịt. Ôi, đâu còn rồi nịt. Sư cha hai vợ chồng nhà này nữa. Dám lừa ông hả? Dở hơi. Bực mình thế nhờ. Ôi trời ơi, đâu rồi? Thằng nào mà năm nay ăn trộm nhãn nhà bà nhá, bà phụ chết. Đáng nhẹ cái mà bay xa thế. Nhà có không ngủ, lại ra đây nằm. Cụ ơi, cụ. Nhãn năm nay được mùa hay sao mà to căng thế. Đang đói ăn quả ngon. Cụ ăn nhãn không? Tôi mời cụ một quả. Nhãn, nhãn của tao. Nhãn của cụ hả? Trời xin nha. Đứng lại. Cuối cùng cũng cắt đuôi được cái bà này. Con xin bà ơi, bà tha cho con đi. Con xin lỗi bà, ngàn lần xin lỗi. Con không thế nữa đâu. Tao có gì đâu mà mày phải xin nhiều thế. Trời thì nóng, này thì ăn quả nhãn cho nó mát. Nhãn là quả gì? Chủ nhân, quả này ăn ngon lắm đó. Này, ăn thử đi. Ăn đi. Đưa tao quả xem nào. Ngon không? Ngon. Ăn ngon lắm luôn ấy. Cây nhà lá vườn, không có một tí thuốc sâu nào. Được phết nhỉ. Đây. Sư cha cái bọn mất dạy. Chúng mày đây rồi. Ngon đúng không? Ngon. Đây, ăn cả chùm đi nhé. Mấy cái thằng ranh con kia, làm người tốt thì khó, làm người xấu thì dễ. Có mấy quả nhãn mà chúng mày cũng ăn trộm của bà. Sống phải biết nghĩ chứ. Cuộc sống phức tạp, xã hội bon chen, sống nghèo sống khó. Chứ đừng đi ăn trộm ăn cắp, hiểu chưa? Đói cho sạch, rách cho thơm nha. Làm người phải có lương tâm, phải có đạo đức. Này, nó bảo mày không có lương tâm, không có đạo đức đấy. Rõ. Chết tiệt, đúng là con người không có lương tâm, không có đạo đức, không có văn hóa gì cả. Cứ đánh mạnh vào. Có quả nhãn mà cứ tiếng mãi nha. Bớt phai đi. Đây, ăn đi. Mạnh vào. Mày nhớ mặt bà mày đây. Mạnh tay vào. Cái đồ lắm mồm. Đây, ăn nhãn đi. Chốt nhãn này chưa? Ăn ngon lắm. Nàng thấy đáng yêu không? Có thế mà nàng cũng sợ. Con chuột nó bé bé con. Nhìn này. Có thế mà cũng sợ. Để ta cho nó vào chuột. Hoàng thượng ơi. Gì vậy? Cái gì? Sao đây? Không rồi. Mau giúp ta với. Dưỡng nhà ngài đang cấu kết với búp bê ăn trộm nhãn nhà ta đấy. Hả? Đã ăn trộm lại còn cấu kết với búp bê nữa cơ. Đúng rồi, giờ ông ta không sợ ai đâu. Mặt vênh váo lắm, không coi ai ra gì à. Được rồi, đi theo ta. Đóng, đi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Chị búp bê ơi, chị cho em về đội của chị đi. Đi đâu mặt cũng phải ngẩng cao thế này, nó mới oai. Muốn sao? Đi đường mặt cứ phải vên thế này này, thế nó mới không sợ bố con thằng nào. Mặt cứ phải nhìn lên trên trời như thế này. Ê, thằng kẹt sĩ đây rồi. Chị ơi, mặt thằng này nó có cấu hình rất là ngứa mắt đấy. Muốn chị ăn xử đòn em rồi phát đây. Thấy chưa, ta nói có sai đâu. Dưỡng, mau sám hối đi. Lại còn vừa ăn cướp vừa la làng à. Sám hối á? Ê, sám hối cho nó một phát đi cô ơi. Búp bê, ngươi hãy cầm số tiền này và biến ra khỏi đây đi. Biến đi. Chị đừng có nói với em là chị đồng ý với tên kẹt sĩ. Chấp thuận. Đúng là cái giá của đồng tiền.
Sao mà đẹp trai thế? Giờ người thích như nào? Có trả ta nhãn không? Ta thuốc chữa. Ta xin lỗi. Dường tử xin lỗi là xong à? Trộm cắp hả? Hoàng thượng, ăn trộm phải bao nhiêu năm tù? Theo điều 3, luật 6, bộ luật Miêu Miêu thì phải từ 5 đến 7 tháng năm tù. Kìa, toàn người nhà với nhau cả. Tù tiết gì? Đây đây, nhãn đây, trả. Chưa mất một quả nào đấy nhá. Nguyên vẹn. Giờ ta làm gì với số nhãn này bây giờ? Làm trà long nhãn, uống cho nó mát bạ. Trà long nhãn á? Thấy cầm lấy. Làm đi. Tôi làm ngay. Vậy mọi người đi về xem tôi làm nhá. Được, được, đi. Nếu mà Dượng còn làm vậy nữa là cho đi tù á. Nhãn, sau khi chúng ta tách cùi sẽ được long nhãn như thế này. Chúng ta sẽ trộn đường với nhau. Trong lúc đợi nhãn ngâm đường, chúng ta sẽ đi ủ trà. Cho nước vào đây. Ngon quá. Ta sẽ ủ trà. Rồi, ngâm trà xong làm gì thì làm nốt đi. Nhanh lên, còn đói lắm rồi đấy. Sau khi nhãn đã ngâm đường, chúng ta sẽ đổ nhãn vào nồi. Rồi đường phèn, chúng ta cũng đổ vào đây. Và chúng ta sẽ đảo đều nó lên cho tan đường. Các bạn nhớ đảo đều tay nha. Sau đó chúng ta sẽ đổ nước vào đây rồi lại đun nước. Được đấy. Này bà ơi, tôi với bà chả làm gì cả, mà đứng đây có ngại không? Đi về đi. Nhãn nhà tôi mà, kệ tôi. Ông mới là cái thằng không làm gì. Nhưng đây là nhà tôi. Nước đã sôi, chúng ta sẽ vớt lông nhãn ra đĩa. Thơm đấy. Cho đá vào ly. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ múc nước trà. Rồi đến long nhãn, để vào ly. Để có mùi hương vị thơm ngon chua chua, chúng ta sẽ cho thêm một tí gọi là quất. Nghe có vẻ xong rồi đấy. Được đấy, được quá rồi chứ. Nè bà uống đi. Được đấy, ta uống đi. Xem tay nghề của ta thế nào. Ngon không? Mát rưỡi chứ. Quá ngon. Ôi trời ơi. Wow. Đúng là giải nhiệt mùa hè. Tưng bừng, sảng khoái. Để ta uống tiếp. Thế nào? Ngon thật đấy. Mà cây nhãn của ta nhiều. Mày về mày hái hết. Mày làm tiếp cho ta. Khéo, kinh doanh được ấy nhở. Các bạn nhỏ ơi, hãy cùng Miu Miu TV làm những thứ nước giải khát mùa hè nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Này tự nhiên nữa à. Nè, hôm nay tới số rồi. Này, dậy đi. Không phải giả vờ. Làm kiểu gì đây? Tấm ơi, Tấm, không đùa thế đâu nha. Nè, cái đồ yếu bóng vía. Chuyện đấy nàng cũng đùa được à? Làm hết cả hồn, ta không thích thế đâu nha. Tức thì thôi. Nhưng mà thêm đôi bụng quá, chàng đi mua đồ ăn đi. Ta chịu, ai bảo nàng dọa ta. Đi mua đi. Nhanh nào, đi. Nào, sai bảo người ta. Hay nha. Chịu.
đi lại. Cho tôi xin ít tiền, tôi đói quá. Làm ơn làm phước, cho tôi xin. Hoàng thượng, xin người. Đừng có mà thấy sang bắt hoàng làm họ nghe chưa. Hoàng thượng, xin hãy cứu giúp tôi. Cứu giúp? Chỗ này của ta là 3 tỷ dặm, cho ngươi một câu thì nó lại lẻ, nên là thôi. Ấy, ngươi chớ đừng vội buồn, ta nói cho là sẽ cho. Hello. Đây là 100 đô tiền chặt, ta sẽ đôi ra, còn 50 đô tặng ngươi ăn bánh mì, còn mua cả đồ nước uống đấy. Này, tiền này thì mua kiểu gì? Mua gì thì kệ ngươi. Cái gì thế này? Ta làm sao thế này? Mày làm cái trò gì vậy? Ngươi cũng khá đấy. Anh Hoàng sao lâu về thế nhỉ? Hả? Anh Hoàng, ta đau đầu chóng mặt quá. Đau đầu chóng mặt sao? Được rồi, đợi thêm một chút nhé. Kìa, mang bánh mì cho bà thôi. Ê, bánh ngon thế, xin nhé, trả tiền cho. Bánh ta mang về cho bà mà. Anh Hoàng, chàng thấy sao rồi? Anh Hoàng ơi, anh tạm đi. Sao rồi? Ta đau đầu quá Tâm ơi. Anh Hoàng. Đánh nó. Anh Hoàng. Quả kia to thế nhỉ. Rồi. Đây rồi. Cái thằng này. Ôi dồi. Ngươi muốn gì? Tao phải hỏi mày mới đúng ấy. Mày cầm súng mày dọa ai? Mày dọa ma à? Súng giả đấy. Có kiểu phát không? Một phát nhá. Thôi vào thôi, đâu? Đừng. Anh Hoàng ơi. Anh Hoàng. Hả? Hoàng này, mày bị làm sao thế? Cầm súng mới sợ chứ. Này, ui trời ơi, tao xin mày đây, mày đừng có bắn tao Hoàng ơi. Hoàng nào? Tôi đây. Tiên sư nhà mày. Này, Tấm đã bị Hoàng thượng bắt ở ngoài kia kìa. Có chuyện gì? Mày nói từ từ thôi. Ui dồi ôi, Tấm bị Hoàng thượng bắt ở ngoài kia kìa. Thế à? Thật. Đi cứu. Tấm. Hai người à? Ngươi làm gì anh Hoàng để ra như này hả? Không phải thắc mắc. Không ổn rồi. Này hả? Đi à. Nhanh. Lên xem có chuyện gì. Cả gia đình nhà ngươi
sẽ làm nô lệ cho ta. Thả ra, mau thả ta ra. Kế hoạch của ngươi thất bại rồi, mau thả tấm ra. Ngươi nghĩ phá kế hoạch của ta dễ dàng vậy sao? Ai mới là người thất bại hả? Búp bê, ngươi mau giao thuốc giả ra đây. Mau lên, ông ta đưa. Đồ xấu xa, ngươi dám sao? Có gì mà bọn ta không dám? Thả ta ra. Con này là cứng đầu lắm. Anh chị cứ để em. Ngươi định làm gì hả? Buông ra, bỏ ra. Dạo dạo thuốc giả không? Để ta giúp ngươi. Dừng lại. Thả ta ra. Thả ta ra. Không vào thôi, đừng lo. Không vào hả? Ta vào, ta vào. Ủa, cái thằng này hợp tác ngay từ đầu con. Có phải đơn giản hơn không? Nào nha. Đứng im đi, sắp được bỏ ra rồi nha. Thuốc giải của các ngươi đây, có thuốc giải rồi. Tóm buồn đi, cho nó nhìn lên. Thả ta ra. Hoàng thủ. Anh Hoàng. Tỉnh chưa, tỉnh chưa? Anh Hoàng. Tỉnh rồi phải không? Dương. Ui, tấm. Đấy, lại tỉnh rồi. Sao, sao lại trói con? Mày ở đó mày xử lý nó nha. Nào nào, cởi ra. Này, anh nhờ chú ở đây xử lý nốt nó nha. Còn anh về ăn cơm đây. Có chuyện gì vậy? Dương. Hỏi nhiều thế. Búp bê à, mày bắt nạt tao hơi bị nhiều rồi đấy. Mày...